Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Ba Mập. Thì bây giờ mình đang đứng ở đây là cầu Bưng, nước ở dưới cầu Bưng đen xì xì luôn cô chú anh chị. Khúc đằng kia đất cát lâu ngày nó bồi lắng lại, dòng chảy nó thông không nổi luôn. Đó. Bên này là đang đóng cọc. Gói bên tay trái là gói xe lắp 06. Gói bên này là gói xe lắp 05 nha cô chú anh chị. Sẽ tạo kênh tham lương. Ây da. Tổng cái mức mà đầu tư của cái cải tạo kênh tham lương của từ gói 1 đến gói 9 là nó khoảng 8.400 tỷ. Còn riêng cái gói số 10 á, thì nó khoảng 1.900 tỷ. Còn cái gói số 5 mình sắp đi đây thì nó khoảng gần 1.000 tỷ. Mời cô chú anh chị cùng tiếp tục đi tiếp với mình đây. Mình chui từ cầu Bưng. Gói xe lắp 05 này á, thì nó bắt đầu từ cầu Bưng tới cống Hồng Ký. Gói xe lắp 05 này á, thì nó liên quan tới tập đoàn Thuận An đây. Tập đoàn Thuận An thì nghe nói là nhân sự rồi rút sạch khỏi dự án rồi. Không biết sắp tới là thành phố là bố trí sẽ này công ty cổ phần Hoàng Ngân ban chỉ huy công trình. Đơn vị thi công là liên danh Thanh Tuấn, Thái Bình, Phương Nguyệt, xây dựng thương mại Thuận An, Hoàng Ngân, này ban chỉ huy của Hoàng Ngân này. Nói là sắp tới là thành phố sẽ bố trí cái công ty nào nó sẽ chám vô cái chỗ của tập đoàn Thuận An đây. Ở đây đổ Mường Thảo quá trời. Tập đoàn Thuận An thì giờ nguyên cái ban bộ sậu rồi của từ chủ tịch đổ xuống là bị đang điều tra bắt để điều tra hết trơn rồi, bây giờ rút hết luôn rồi. Không biết là sắp tới có bố trí lại nhân sự hay không hay là rút hẳn luôn á, nghi là rút hẳn chứ dễ gì. Giờ nguyên cái bộ sậu giờ sậu khám hết trơn rồi. Cái này xe cuốc của bán vật liệu xây dựng. Bên tay trái bên kia chỗ cặp bên hông chung cư bên kia nè. Chưa đóng cọc nào hết trơn cô chú anh chị, chưa có đóng cọc tiếp đây. Không biết là bên kia không biết vì sao, không biết bên kia cũng chấm mà không biết vì sao là chưa làm không biết. Bên này xong thì đã đóng cọc hình chữ V rồi, đổ thành rồi hết rồi. Mà bên kia thì cũng có xe cuốc đang dọn dẹp rồi. Nhờ dự án chưa làm thì có cái ấy là mục tiêu rồi. Dự án chưa làm thì có cái nhà hơi nhảy vô mở ra để đặt trước. Đợi cái chiếc xe đóng cọc ở phía trước nó đóng ngược lại không biết. Ở đây là đường gì đây không biết.
không có thấy bảng tên đường gì chưa. Rồi, rác tập trung ngay cái cống này luôn. Này đường số 5. Đây đường số 5 cô chú anh chị à. Hôm nay cũng đổ mưa hảo quá trời đây nè, chứ không biết sao hồi chưa đi không biết. Chưa làm tiếp không biết. Đây này chắc cái cuốc của bên này là của vật liệu xây dựng nên bán xà bằng quá. Đây, bên kia là cái máy đóng đóng cọc, giờ đang đóng mồi trước, đóng mồi mồi xong đây bên kia đã phát quang rồi hết rồi. Không biết là khi nào là làm cái đoạn mà ngay chung cư Sơn Kỳ, không biết từ Sơn Kỳ tới cầu Bưng chưa làm gì hết. Khúc này thì đã đóng được bên này, không biết sao tự nhiên được làm trước cũng không biết luôn. Bên này là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, còn bên kia chắc Bình Hưng Hòa luôn quá. Rồi, tiếp tục quay qua giờ lấy cọc à. Ở đây ngay cái đường bay lên luôn cả nhà ơi. Máy bay hì trên đầu luôn. Ngay đường cất cánh nè. Nào máy bay hì trên đầu. À, bây giờ đang cẩu cái cọc lên nè cô chú anh chị ơi. Cọc chữ V. Đang dỡ cọc chữ V xuống để đóng. Lại này cho nó gần hơn xíu. Ở mà trên đang dỡ cọc đi về lên. Tính ra cẩu này cao quá. Tính ra nhà thầu Thanh Tuấn này trúng cái gói đóng cọc này nhiều ghê luôn á nè. Tính ra cái bờ kênh Đâm Lương này trúng gần hết luôn. Thanh Tuấn này mạnh cỡ nào mà sao mà trúng hết luôn không biết. Quay qua bỏ cọc xuống. Rồi, sử dụng bằng tay để điều chỉnh không. Ghê quá, nhìn như ghê quá. Cành công nhân phía dưới thì đang đào xới để điều chỉnh. Ở trên thì người điều khiển xe cẩu. Sức người dưới đỡ ghê quá.
cho cái anh phía dưới anh cứ nhảy qua nhảy lại. Rồi hạ xuống. À, thả nước xuống để mà đẩy cái đất đi á, thổi đất á, dạng như thổi dạng như giống như mình nói giống như mấy cái khoan á, mấy cái khoan họ cũng thổi, nó thổi nước như vậy mà. Ờ, vô ngay cái lỗ á, tại vì họ đã đóng mồi rồi, bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại cho ngay vị trí rồi hết mọi chuyện rồi hết, bắt đầu thả nó xuống. Nước sịt 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 cái luôn. Ồ, hạ xuống đó. Không lắm nha. Thì sao không sâu? Cái già cái cây nó cũng hết mấy mét rồi. Ờ. À. Mét. Ừ. Mười mấy mét đó chứ. Cọc nó mười mấy mét đó. À, thả xuống đó. Dỡ lên hạ xuống, dỡ lên thả xuống nè. Nó giật hết. Lát hồi nó dùng máy đóng xuống nữa thôi. Khúc đoạn này nhiều cống ghê luôn á. Ra khúc đoạn giữa này nhiều cống. Nãy giờ một cống này hai cống rồi nè. Nãy đường số 5 còn biết đường này đường số mấy đã không biết. Đường 15. Đề đường số 15 văng ngang cái cống tiếp. Ờ. Rác chất trên mặt cống quá trời luôn. Tôi chắc đi mấy bên kia không, mấy bên này à, đi. Qua mấy bên kia xong đi. Mấy bên này thì hôm bữa đi rồi mà. Tính ra rác rồi ghê không? Tính ra khúc bên kia thì nổ xong thành ở bên này để mới đóng xong rồi cô chú anh chị. Cái máy nó đóng xong nó đi xuống tới dưới khúc hồi nãy rồi nè. Có xe cuốc mini đã này của cái tiệm vật liệu xây dựng rồi, tính ra mấy cái mặt tiền giờ đang sửa lại, nhà nào còn nhiều thì sửa lại. Đặt cái đường ống thoát nước sẵn ra đây luôn rồi, từ khu dân cư đặt ra đây luôn. Đúng rồi, sau này mấy cái nhà ở đây là lòi ra mặt tiền không á. Nhà nào có giấy tờ mới ngon chứ, còn nhà nào không có giấy tờ mệt mỏi thôi. Khúc giữa này ba cái môn, ba cái cỏ nó đóng bít luôn, bít dòng chảy luôn cái khu này thôi chứ chắc vậy á. Rồi xe đã. đẩy tới chân luôn. Khúc này đã đổ thầm rồi nè. Thank you.
này đổ thành rồi. Sao nó không đổ tiếp nữa? Nãy giờ sao chưa thấy có công nhân ghép cái pha đổ tiếp không? À. Đóng cọc cũng nhiều rồi mà đó, công nhân ghép cái pha đổ tiếp là quá ngon luôn á. Bây chợ tự phát đây luôn. Này đường mới đi ngang là đường số 11. Ôi rác vào sông. Lấy chợ tự phát đây, cái bao nhiêu họ buôn bán xong cái còn dư đồ không xài được nữa họ quăng xuống đây luôn. Bên kia đóng rồi. Bên kia đóng đóng cọc rồi chắc xong luôn rồi quá. Bên này thì công nhân đang ghép cái pha. À, đổ xong rồi, giờ dỡ cái pha cho phải ghép. Công nhân đang dỡ có pha. À, đang tháo dỡ có pha cái đoạn này. Còn đoạn kế tiếp thì đang bo sắt rồi, sắp chuẩn bị ghép có pha đổ tiếp. Đây, cái đoạn kế tiếp đây cô chú anh chị đang bo sắt rồi. Có pha đổ tiếp, còn bên kia thì chưa. À, mấy cái đường cống lại đổ trước luôn rồi. Mấy cái chỗ chính à, mấy cái cống chính giữa à, bên kia thì đang ghép dán ghép cái pha rồi. Cái pha để đổ tiếp rồi. Tại ghép cái pha này nè. Nó pha đổ bê tông này đổ bằng tay mà. Bê tông thì bê tông tươi nhưng mà đổ tay phải vô, bởi giờ ghép cái pha phải công nhân làm từ từ. Rồi, trên giữa này nước chắc nó không chảy luôn đó ta. Giống như ao tù nước đậm luôn. Rồi cái phía trước cái cống đây. Thôi chứ. Rác. Rác y hì ở đây luôn, ê hề luôn. Đây là trước mặt là đường hẻm số 22 đường số 10 hả? Đây là đường số 10. Đây là đường số 10 của chú anh chị. Ở đây đóng được khúc rồi, sao tự nhiên người máy mà rút đâu hết rồi. Bên kia thì còn khúc này sao chưa giải tỏa nhà xong quá. Đúng không? Còn mấy căn nhà kìa. À, sao tự nhiên đóng tới khúc này cái ngực cũng chưa nè. Biết cái đội này có cái dự án gì đây không biết, mà công ty nhà nước nào không biết. À, đây là đổ đóng đây, đổ có ba khúc đây nè, đổ bà thầm rồi nè. Ở bên kia thì đổ tới khúc này rồi, không biết sao còn mấy căn nhà đó chưa giải tỏa xong không biết. Đổ tới đây nè. Này điểm tiếp giáp với cống 19 tháng 5 nè. Đây cũng đang ghép con pha đây. Ghép con pha để đổ đây. Đi thẳng qua được hay không, hay là dọc lại nữa không biết. Dòng chắc dòng nữa rồi.
không được cô chú anh chị à. Đang đó, đang đóng cọc tiếp, mình không có đi qua được rồi. À, qua bên kia xong đi. Ủa giờ cấm hú ga đổ quá trời đây luôn à. Bên đây đổ hoàn thiện luôn à, còn bên kia thì đang đóng đoạn kế tiếp. Tính ra gói xả lấp 05 này còn đóng nhiều quá, không biết là đã bố trí cái công ty tập đoàn nhà thiết cái đơn vị thi công nào để bù vô cái thuận ngang chưa không biết. Mình đó chắc là cái đó đang sửa chữa hay gì không, nếu mà chạy thì đi thẳng được đó chứ. Nếu mình đáng đi qua có chừng đi thẳng được à. Ồ, hôm nay thông qua luôn nè, kênh nước đen nè, đi ngang được kênh nước đen rồi. Hôm bữa là phải đi vòng không, giờ đi ngang được kênh nước đen rồi. Ủa này, hình như nãy giờ mình đi qua cái gói mẹ, cái gói xe lắp 04 luôn hay rồi. Phải không? À không phải, gói cấp 05 là từ cầu Bưng, nãy giờ mình nói lộn. Gói xe lắp 05 là từ cầu Bưng cho đến Tân Kỳ Tân Quý. Thì bắt đầu từ Tân Kỳ Tân Quý mới tới cống Hồng Ký chứ. Chắc lộn, mà nãy giờ mình lộn rồi. Sorry cô chú anh chị các bạn nha. Rồi cái gói xe lắp 05 là từ cầu Bưng tới cầu Tân Kỳ Tân Quý nha. Thì mình đi xuyên qua được khúc này luôn nè, đổ thành đang khúc giữa này nó đang bị cái gì đây, địa chất yếu rồi, giờ đang có máy khoan nữa đây. Khoan giếng nè, ở đây những khoan giếng này khoan thăm dò địa chất quá, chắc chỗ này nó yếu vậy rồi. Trước mắt này đang đào làm hạ tầng rồi, đang đào đất làm hạ tầng. Đào đất hạ tầng làm cống. Ồ, có đi thẳng được không ta? Sắp ra tới ngoài kia rồi đó. Chắc được không? Rồi, chiếc xe cuốc trước mặt, đó lộn xe cẩu trước mặt. Nó đóng cái đoạn cuối cùng của cái giáp cầu Tân Kỳ Tân Quý rồi. Từ cầu Bưng tới cầu Tân Kỳ Tân Quý. À, đóng bên này xong rồi còn bên kia thì đang đóng tiếp tục tới nữa. Lòi ra cầu Tân Kỳ Tân Quý luôn. Thank you.
ở đây mương mương hở ở đây họ đổ tập trung đây quá trời luôn. Rồi, ở đây cuối dự án rồi, ra tới cầu Tân Kỳ Tân Quý khúc này à, cuối gói giờ là cuối dự án. Thôi video của mình xin kết thúc ở đây nè. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again.